Nếu bạn nào có nhu cầu mua bán Robux uy tín và giá rẻ hàng đầu Việt Nam thì hãy truy cập ngay shoproblox.vn. Ở đây có dịch vụ mua ác cộng tác viên và tất cả các trò chơi cực kỳ hấp dẫn. Anh em có thể quay ra Robux và tỷ lệ trúng thưởng cực kỳ cao. Ngoài ra anh em cũng có thể cày thuê và mua bán nick ở trong này nữa. Hãy truy cập ngay shoproblox.vn ngay nào. Ok, và chào mừng tất cả mọi người đã tiếp tục quay trở lại với channel The AVG của mình. Và ngày hôm nay chúng ta sẽ tới với một cái thể loại game story kinh dị cực kỳ hay và thú vị mà mình vừa mới tìm được ở trong Roblox nha anh em. Một trò chơi cực kỳ nổi tiếng, nó có tên là Poppy Playtime Chapter 2. Đấy, nhưng mà cái Poppy Playtime Chapter 2 này thì nó không phải là cái tựa game trên Steam anh em ạ, mà là nó là phiên bản của Roblox. Đúng rồi đấy, Roblox bây giờ nói chung là game gì nó cũng copy được rất là hoành tráng luôn. Thế nên ngày hôm nay mình sẽ cùng test thử cái con game này xem là nó như thế nào nha anh em. Nói thật là cái trò này nó cũng chỉ vừa mới update vào mấy ngày trước thôi, nhưng mà cho tới ngày hôm nay thì nó đã lên thẳng top thịnh hành những trò chơi nổi tiếng ở trong Roblox anh em ạ. Uầy, một cái con số thực sự rất là đông đảo luôn, chả khác gì game bom tấn cả anh em ơi. Thế nên là ngày hôm nay chúng ta phải quất luôn chứ còn gì nữa. Rồi, và hiện tại vừa mới vào game thì mình đang ở đâu đây? Úi giời ơi, mình đang ở bên ngoài của cái nhà máy đồ chơi anh em ạ. Đây, lần trước thì mình đã từng chơi Chapter 1 ở trong cái con game này rồi, chắc là tầm 4 hay là 5 tháng trước gì đấy. Nhưng mà ngày hôm nay nó mới update Chapter 2 đây này, thế nên chúng ta sẽ cùng chơi luôn nha. Ấy da, nhưng mà nên chơi solo hay là chơi kiểu hai người ta? Mình nghĩ là mình sẽ chơi hai người đấy anh em ạ, bởi vì chơi solo nhiều lúc nó cũng hơi chán đời ấy. Đấy, không phải mình sợ ấy gì đâu, mà là chơi hai người nó vui hơn đúng không? Ok, vậy thì chúng ta sẽ vào chơi hai người nha. Đấy, chơi cùng anh bạn này đây. Hello anh bạn. Anh bạn này mặc giáp có vẻ đầy đủ quá nhỉ? Không biết là như thế nào đây. Rồi, không biết là game này nó như thế nào anh em ơi. Thực sự là cái game gốc Poppy Playtime ấy mình cũng chưa chơi bao giờ cả. Đấy, nhưng mà thôi chơi tạm Roblox vậy. Nói chung là anh em nào không có tiền để mua game gốc ở trên Steam các thứ để anh em chơi ý, thì anh em cứ vào Roblox mà chơi cho mình. Ok chưa? Ui, đồ họa rất đẹp luôn mọi người ơi. Hello anh bạn. Ui anh em nhìn này, đồ họa thực sự rất đẹp luôn nha. Công nhận là cái thằng chủ game làm trò này tân tiến phết nhở, được đấy. Và phía bên này là lần trước là mình đã gặp được cái con búp bê Poppy này, và nó đã bị sổng ra khỏi đây. Hình như là mình mở nó ra khỏi đây ý. Thế nên là bây giờ chúng ta phải tiếp tục quãng đường. Ok anh bạn, bây giờ chúng ta sẽ cùng khám phá cái nhà máy đồ chơi này nào. Anh bạn cứ yên tâm đi, tôi là cái điệp viên lâu năm ở trong mấy cái vụ này rồi, anh bạn không phải lo đâu nhá. Wow, tất cả mọi thứ xung quanh đã bị khóa rồi anh em ơi. Bây giờ đi đường nào đây? Hello, chỗ này bị chặn rồi anh em ạ. À đây có cái cửa đây, mở ra luôn. Uầy, game Roblox là đây hay sao? Đồ họa thực sự rất đẹp luôn anh em ơi. Một con game story mà mình nghĩ là mọi người nên trải nghiệm thử. Và nó hướng dẫn chúng ta là phải tìm một cái chìa khóa. Chìa khóa là để mở cái cửa này đúng không? Ồ, một cái chìa khóa màu đỏ anh em ơi. Bên này như là bị khóa luôn rồi ấy. Ở bên này là, đây nó ghi là không có điện này, không có năng lượng này. Thế chúng ta đi bên này thôi anh bạn ơi. Phải tìm chìa khóa nào. Cái gì đây? Một cái hố ở dưới anh em ơi. Ủa, có con gì nằm dưới kia? Từ từ, nó bảo là chúng ta sẽ phải đu qua đây bằng cái cánh tay màu xanh à? Ok, bấm E, à bấm Q là đu qua nha. Ui, ui, cái mảo nhờ. Người nhện là đây chứ đâu. Nào đu qua, chúng ta cùng đu qua nào anh bạn. Úi xồi ôi. Đấy, qua liền. Rồi ơi, cái thằng kia thằng kia nó không đu qua luôn, trời ơi. Ok, mình sẽ đi trước nha. Phải đi vào đây đúng không? Ok, mũi tên nó chỉ vào đây. Hy vọng là mình sẽ không gặp một cái con quái vật nào đó kinh dị ở trong cái trò chơi này anh em ạ. Kia rồi, chìa khóa màu đỏ rồi. Hay quá. Ủa, thực sự là Roblox bây giờ nó làm rất là hay nha anh em. Thề luôn, mọi người chơi Roblox bây giờ chả khác gì mấy cái game nổi tiếng trên Steam đâu. Rồi, có chìa khóa rồi anh bạn ơi, quay lại nào. Thôi vào đấy làm gì, quay lại. Cái thằng kia là, nó bị làm sao mà nó cái kiểu gì nhỉ, nó rủa tay nó còn móc ở đây này. Thế luôn, thanh niên chậm chạp thực sự. Rồi, chắc là chúng ta cứ đi tiếp đi. Gắn chìa khóa vào đây phát. Ok. Mở khóa, mở khóa. Mở cửa layout. Mở cửa. Wow, và chúng ta đã tới với một cái căn phòng nào đó nha anh em. Xung quanh đây thực sự rất là tối luôn. Và mình nói chung là nhiệm vụ của mình cứ phải là điều tra về cái nhà máy đồ chơi này thôi. Ui, đây là con Poppy này anh em này. Trời, nó biến mất rồi. Không biết là như thế nào nhưng mà mình vừa nhìn thấy con Poppy đứng ở đằng kia anh em ạ. Ghê thực sự. Thôi chúng ta cứ đi tiếp thôi anh bạn ơi.
Thôi đừng có lục lọi đồ, đừng có lấy đồ gì không là vớ vẩn ma bắt đấy. Đừng có, đi cứ đi bình thường thôi. Vào đây không phải là để chúng ta lấy bộ đồ hay là gì đâu. Trời, thanh niên kia làm cái gì không biết. Ê, lần trước là mình chơi cheat cho một trong con game này, mình đã bị một cái con Huggy nó đuổi ở trong này này, con quái vật màu xanh ấy. Ngày hôm nay thì chắc là yên bình hơn rồi, bởi vì mình đã tiêu diệt cái con Huggy đấy ở tập trước rồi mà anh em. Ai, chúng ta sẽ để bàn tay vào đây đúng không? Nạp điện là đúng không? Gắn vào đây nữa này, gắn vào đây nữa, truyền điện vào đây nữa là được. Chúng ta sẽ lên điện cho cái nhà máy này hay sao ấy. Kìa, cái thằng kia nó cứ động vào mình, nó mất luôn cái này chứ. Ok, giờ chúng ta phải làm gì đây? Giờ là nó bảo là chúng ta sẽ phải đi ra cái chỗ của tàu hỏa anh em ạ. Ô, con Bobby vừa đứng kia nó lại biến mất kìa. Lạ nhỉ, như kiểu là chúng ta đang bị theo dõi anh em ơi. Đây, thằng này bảo gì? W gì? WT thành viên WTF à? WTF. Đấy đấy, thành viên toxic. Ok, bây giờ đi đâu đây? Hình như quay lại đúng không? Sao mũi tên nó chỉ quay lại này anh em này? Quay lại sao ấy anh bạn ơi? Quay lại nào. Đấy rồi, đây rồi. Ok, ok. Ê, luôn thỉnh thoảng nó lỗi gì anh em ơi. Uầy, tôi chết rồi, quả này mà đu qua mà bị mấy cái này nó xiên vào bông thì thôi xong. Khỏi. Ui dồi, mày quá. Đu qua được rồi. Cái thằng kia đâu nhỉ? Lang thang đi đâu ấy? Trời ơi, thanh niên kia như không đi thì sao anh em ạ? Rồi, phía bên này có một cái bức hình gì đây? Một con Kissy Mixy đúng không? Con này màu hồng này. Đấy, mở cửa ra xem nào. Ui dồi, sao tự nhiên đang chơi game hai người. Ôi, thằng kia nó out luôn rồi anh em ơi. Trời ơi, thanh niên kia sợ đái ra quần hay gì. Thanh niên out game luôn ạ. Bây giờ mình phải chơi một mình à? Ui dồi, khổ thế. Biết thế rủ bạn vào đây chơi cho nó nhanh à. Ui dồi ôi, Bobby kìa, hello. Hello Bobby, cô đang đứng đây làm gì vậy? Hello. Hình như chúng ta phải đứng theo dõi sau lưng con này anh em ơi. Ô, một bàn tay đã kéo cái con Bobby xuống anh em ơi. Cái gì, mũi tên chỉ xuống á? Thế là bây giờ phải nhảy xuống à? Ủa rồi, game gì mà ảo vậy? Rồi nhảy xuống thì nhảy. Rồi thôi xong, quả này thấy là có gì đó sai sai nha. Và chúng ta đã tới với một căn phòng gì đây? Ok, cánh cửa nó mở ra. Úi dồi ôi, kể ra bây giờ có một người đi cùng nó phải vui không. Ui, cái gì đấy? Không có gì đâu anh em ơi. Ui, con gì đây? À, con này là Mommy Long Legs này anh em này. Ui, thôi xong rồi, chúng ta bị nó chặn đường rồi. Giờ sao? Anh em vật mình đâu rồi? Nó bảo là tại sao chúng ta không chơi một trò chơi á? Trò chơi gì? Nếu mày thắng tao sẽ cho mày một cái cốt. À, ok, chơi thì chơi, ngại gì vết bẩn. Chơi luôn. Nào thì chơi, thích thì chiều luôn. Nó bảo là mình sẽ phải chơi 3 trò chơi. Và những trò chơi này sẽ kiểm tra cái độ thông minh của mình anh em ạ. Được đấy, được đấy. Nhưng mà trước khi chơi, cô bạn Mommy Long Legs có thể bật cái đèn cho tôi cái được không? Chứ thực sự là tôi không là phải là người đi trong bóng đêm được đâu cô bạn đây. Ê, luôn chả hiểu kiểu gì cho đi tối thế này. Rồi, giờ chúng ta phải kéo cái này thì phải. Ok, vậy là trò chơi đầu tiên là Musical Memory. Ấy dạ, được quá nhờ. Game trong Roblox bây giờ ghê phết anh em ạ. Được đấy, được đấy. Không biết là con game này nó có giống game gốc không anh em? Bởi vì thực sự là mình cũng chưa chơi game gốc bao giờ ấy. Nhưng mà phải nói là nó cũng khá là ghê đấy. Đây rồi, lấy bàn tay xanh cho vào đây này. Ok, cảm giác thì chúng ta sắp bị đuổi nhưng mà không sao. Và chúng ta đã tới với mini game đầu tiên. Gì đây? Sân khấu tử thần à? Hello. Ui, Mommy Long Legs kìa anh em kìa. Và đây là trò chơi Musical Memory. Cách chơi là gì đây? Cách chơi là hình như là chúng ta phải bấm màu hay là gì anh em ơi. Ồ, hay phết nhỉ. Được đấy, được đấy. Và cái này là nó sẽ làm gì đây? Nếu mà bấm lâu là con này nó sẽ giết mình thì phải. Cái con ở trên này này. Hello anh bạn khỉ. Ây da. Hello anh bạn khỉ. Cho anh bạn khỉ mặt cute chưa kìa. Đâu, thế bấm màu như nào nào. Được đấy, được đấy. Ui, nhiều màu ấy. Blue à? Blue red. Đây, blue này. Blue, red này. Blue này. Red. Rồi,
khá là đơn giản mà anh em ơi. Tím này, đỏ này, tím đỏ vàng à, tím đỏ vàng, tím đỏ vàng. À, thú vị thực sự. Tím xanh đỏ, tím xanh đỏ cam á, thêm một cái nữa à. Tím đâu xanh. Ôi cái gì đây, chả hiểu kiểu gì, chơi một tí thua luôn anh em ạ. Xong rồi bây giờ mình bị lỗi game hay là gì rồi anh em ơi. Thôi có lẽ là video ngày hôm nay chúng ta đến đây thôi. Nếu anh em nào muốn trải nghiệm thử Poppy Playtime ở trong Roblox phiên bản Chapter 2 thì anh em cứ kéo xuống dưới phần mô tả của video và anh em chơi thử thôi nha. Còn giờ thì hẹn gặp lại mọi người vào những cái video lần sau.